Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại channel Hương TuCa. Chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Tiếp tục là series review. Hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn những loại sữa rửa mặt dành cho da dầu mụn nhạy cảm. Mình hy vọng rằng video của mình sẽ có ích được với các bạn. Và tiếp tục là một video được tài trợ bởi Hương TuCa. Chính vì vậy mình hy vọng rằng các bạn sẽ có cái nhìn khách quan và ủng hộ mình bằng việc like, subscribe channel của mình để mình có động lực làm thêm nhiều video hơn nữa. Dạo gần đây thì mình gặp rất là nhiều những cái câu hỏi ở trên channel của mình. Đó là: chị ơi, sữa rửa mặt có làm trắng da hay không? Chị ơi, sữa rửa mặt này có điều trị mụn hay không? Bla bla, rất là nhiều những cái câu hỏi khác. Thì mình xin trả lời các bạn rằng sữa rửa mặt là sản phẩm rửa trôi, nó ở trên da của chúng ta chỉ tầm 2 cho đến 3 phút mà thôi. Chính vì vậy, công dụng chính của nó đó chính là làm sạch bề mặt da của chúng ta. Những cái công dụng như là điều trị mụn hay là làm trắng da ấy, thì không phải, mà nó chỉ là hỗ trợ điều trị mụn cũng như là hỗ trợ cho làn da của chúng ta trắng sáng hơn mà thôi. Khi mà làn da của chúng ta sạch rồi ấy, thì mụn của chúng ta mới hết được. Khi mà da mặt của chúng ta sạch ấy, thì da mặt của chúng ta cũng sẽ trông sáng, trắng hơn. Đó, và tất cả những cái công dụng khác ngoài công dụng làm sạch ấy, là những cái công dụng hỗ trợ chứ không phải là công dụng chính của sữa rửa mặt. Mình hy vọng rằng câu trả lời đó sẽ thỏa đáng cho các bạn. Quay trở lại chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục review sữa rửa mặt. Trên bàn của mình hiện nay có 6 sữa rửa mặt dành cho da dầu mụn nhạy cảm. Sản phẩm đầu tiên mà mình review cho bạn đó chính là sản phẩm sữa rửa mặt La Roche-Posay. Đây là một trong những cái sản phẩm cực kỳ nổi tiếng. Và sản phẩm này thuộc thương hiệu La Roche-Posay, là dược mỹ phẩm của Pháp. Khi mà nhắc đến cái thương hiệu này thì ai cũng nghĩ đến một cái sản phẩm lành tính và an toàn. Và kết cấu của sản phẩm sữa rửa mặt này là dạng gel với cái khả năng tạo bọt vừa phải. Và sản phẩm này có thành phần chính đó chính là nước khoáng thiên nhiên. Nó giúp cho làn da của chúng ta có thể dịu da và giảm cái việc kích ứng trên làn da. Thành phần GBCA là một trong cái thành phần làm sạch da và cũng như là có kháng khuẩn, giúp cho làn da của chúng ta có thể tránh cái sự tổn thương và cũng như là hồi phục da, giúp cho làn da của chúng ta khỏe hơn. Citric acid là một trong những cái thành phần giúp cho làn da của chúng ta có thể tế bào chết nhẹ ở trên da và nó giúp cho làn da của chúng ta có thể đều màu sáng da. Ngoài ra thì nó còn có những cái thành phần hoạt động trên bề mặt. Sản phẩm này thì không có cồn, không có paraben, không có dầu khoáng. Nó sẽ rất là phù hợp cho những cái bạn nào mà có làn da dầu nhờn. Và sản phẩm này có công dụng đó chính là làm dịu da, kháng khuẩn cũng như là hỗ trợ điều trị mụn. Sản phẩm này có độ pH là 5.5. Chính vì vậy đây là một cái sản phẩm rất là lý tưởng cho làn da của chúng ta. Khi mà mình sử dụng em này thì trải nghiệm của mình đầu tiên đó chính là cái việc mà làm sạch sâu trên bề mặt da của mình. Nó không hề gây ra cái sự căng kít hay là sự khô da trên làn da của mình, mà nó vẫn giữ được độ ẩm trên làn da của mình và mềm mại và mịn màng trên làn da. Khi mà mình bị mụn viêm, nhiều mụn, mình sử dụng sản phẩm này thì mình thấy rằng là làn da của mình nó đỡ bị kích ứng cũng như là cái tình trạng mụn viêm của mình được giảm đi trông thấy. Mình gắn liền với sản phẩm này trong một khoảng thời gian khá là dài ở thời sinh viên. Bên cạnh những cái phản hồi tốt thì rất là nhiều bạn nói rằng là sản phẩm này gây ra cái sự khô và căng kít ở trên da. Thì hiện nay sản phẩm này có rất là nhiều những cái dung tích cái size khác nhau. Size nhỏ nhất nó là size 50ml thì với cái giá của nó là tầm 100.000. Các bạn có thể mua thử dùng trước xem là sản phẩm này có hợp hay không. Còn nếu như mà hợp rồi thì chúng ta có thể mua cái size to hơn như là 400ml chẳng hạn. Nó sẽ rơi vào khoảng 350 cho đến 400k. Đó, tùy thuộc vào cửa hàng bạn mua. Nó sử dụng rất là lâu nên là thực ra nói là đắt nhưng mà sử dụng lâu như vậy ấy, thì cũng khá là tiết kiệm. Và đối với cái sản phẩm này thì nó khá là hợp trên làn da của mình. Mình chấm cho nó 8,5 trên 10. Mình rất là recommend những cái bạn nào có làn da dầu, làn da mụn, làn da nhạy cảm, làn da hỗn hợp thiên dầu, hãy sử dụng sản phẩm này. Nó sẽ giúp cho các bạn hỗ trợ trong cái việc điều trị mụn rất là tốt. Sản phẩm thứ hai mà mình muốn review cho bạn đó chính là sữa rửa mặt Lopein Calming Gel Cleanser. Đây là một trong những cái sữa rửa mặt cực kỳ nổi tiếng rồi và mình cũng đã review chi tiết em này trên channel của mình. Sữa rửa mặt thuộc tập đoàn Scott đến từ Hàn Quốc, mình hay gọi tắt là sữa rửa mặt Scott cho nó nhanh gọn đó. Đó, thì sữa rửa mặt này nó có cái kết cấu là dạng gel, nó tạo ra khá là ít bọt và thành phần của em này rất là lành tính và trong đó nó có cái thành phần BHA và tràm trà. Đây là một trong những cái thành phần mà hỗ trợ điều trị mụn rất là tốt. BHA là một trong những cái thành phần tẩy tế bào chết. Thành phần này nó đi tan trong dầu, nó có thể đi sâu bên trong lỗ chân lông của chúng ta, giúp cho lỗ chân lông của chúng ta có thể thông thoáng và không bị bít tắc lỗ chân lông. Nó rất là tốt cho những cái bạn nào có làn da mụn ẩn, mụn đầu đen. Và công dụng của sản phẩm này đó chính là làm sạch da và độ pH của nó là 5.5 rơi vào khoảng đó thì nó rất là lý tưởng sử dụng trên làn da của chúng ta. Sản phẩm này thì sẽ rất là dịu nhẹ và thành phần rất là lành tính, và nó có công dụng là hỗ trợ điều trị mụn này cũng như hỗ trợ kháng khuẩn nhờ vào những cái thành phần BHA và tràm trà. Sản phẩm này thì không có cồn, không có hương liệu, không có paraben, không có dầu khoáng và không thử nghiệm trên động vật. Chính vì vậy nó rất là an toàn. Nhưng mà thành phần BHA và tràm trà cũng là một trong những cái thành phần rất dễ bị kích ứng. Rất là nhiều bạn nói mình rằng sản phẩm này cực kỳ tốt, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng rất là nhiều bạn nói rằng sản phẩm này khi mà họ sử dụng ạ bị nổi mụn rất là nhiều, bởi vì sản phẩm này có thành phần BHA và tràm trà nên là nó có thể đẩy mụn ở trên làn da của chúng ta. Chính vì vậy các bạn phải phân biệt được cái việc mà làn da của bạn kích ứng với cả BHA hay là sản phẩm này hợp với cả BHA. BHA nó giúp cho làn da của chúng ta có thể đẩy mụn lên để có thể đưa ra những cái phương pháp phù hợp với cả làn da của chúng ta khi mà bị mụn lên như vậy. Đó, và sản phẩm này thì khi mà mình sử dụng thì nó khá là ok và dịu nhẹ ở trên làn da của mình. Tuy nhiên bởi vì là cái mùi của nó ấy, nó khá là nồng nên là mình đã không sử dụng nó trong khoảng thời gian dài. Bạn thân của mình sử dụng sản phẩm này thì nó rất là khen, nó cứ sử dụng sản phẩm này thôi. Và sản phẩm này với cái giá là trên dưới 200.000 với dung tích là 150ml thì nó cũng không quá là đắt và sử dụng được khá là lâu. Các bạn có thể mua ở rất là nhiều các cửa hàng khác nhau, hoặc là mua trên các sàn thương mại điện tử Lazada, Tiki hay là Shopee, và nhiều khi được áp mã giảm giá thì các bạn có thể mua với cái giá thành còn rẻ hơn nữa. Các bạn cũng có thể trải nghiệm em này với thành phần lành tính cũng như là cái trải nghiệm trên làn da của mình khá tốt, trừ cái mùi của nó. Mình sẽ chấm cho nó là 8 trên 10. Sản phẩm thứ ba mà mình muốn review cho các bạn đó chính là sữa rửa mặt SVR. Thì SVR là một trong những cái thương hiệu dược mỹ phẩm đến từ Pháp. Nó cực kỳ nổi tiếng và được các bác sĩ da liễu khuyên dùng rất là nhiều. Đối với sản phẩm này thì nó có cái kết cấu là dạng gel trong suốt và nó tạo bọt khá là ít. Thành phần chính của em này gồm có AHA thế hệ mới giúp cho làn da của chúng ta có thể tẩy tế bào chết nhẹ trên làn da cũng như tăng cái khả năng sinh collagen. Và hay là sản phẩm này cũng có niacinamide là một trong những cái sản phẩm mà làm cho làn da của chúng ta có thể sáng da đều màu, hay là glycerin giữ độ ẩm trên làn da của chúng ta. Và sản phẩm này cực kỳ lành tính. Sản phẩm này không có cồn cũng không có paraben. Tuy nhiên ở cuối bảng thành phần thì sản phẩm này có hương liệu, thì cái mùi hương của nó là mùi táo ấy. Mình thấy rằng là cái hương liệu này ở cuối nên là nó cũng không ảnh hưởng quá là nhiều. Tuy nhiên nếu như bạn nào mà quá là kích ứng với cả hương liệu thì các bạn sẽ lưu ý hơn một chút xíu. Khi mà mình trải nghiệm sản phẩm này ạ thì mình thấy rằng là nó rất là dịu nhẹ ở trên làn da của mình. Nó không hề gây ra cái sự căng kít ở trên da, và nó rất là mịn màng và nó dịu nhẹ ở trên làn da của mình và tẩy tế bào chết nhẹ trên làn da của mình. Mình thấy rằng da của mình cũng trắng sáng đều màu hơn so với cả trước khi đó. Sản phẩm này nó giúp cho làn da của mình có thể sạch sâu, và khi mà mình có những cái vết thâm ở trên mặt của mình ạ, mình sử dụng em này mình cũng thấy rằng là nó cũng cải thiện rất là nhiều. Mụn đầu đen hay là mụn cám á, nó cũng giảm đi đáng kể. Và sữa rửa mặt này mình thấy rằng nó sẽ phù hợp cho những cái bạn nào có làn da dầu cho đến hỗn hợp thiên dầu. Sản phẩm này thì có rất là nhiều những cái dung tích khác nhau. Các bạn có thể mua về thử trải nghiệm test xem mà nó có hợp với cả làn da của mình hay không. Thì các bạn mua cái dung tích là 50ml, giá là 130.000. Còn khi mà các bạn cảm thấy hợp rồi, các bạn có thể mua size to, size bự giống như mình là 350.000 cho đến 400.000. Dung tích là 400ml, các bạn sử dụng rất là lâu. Tính ra thì nó cũng không đắt là bao nhiêu đâu, nó cũng khá là rẻ. Nó sử dụng trong vòng 5 tháng ấy, mình sử dụng lâu như vậy mà. Với cái sản phẩm này nó rất là hợp trên làn da của mình sẽ chấm cho nó 9 trên 10. Sản phẩm thứ tư mà mình muốn review cho các bạn đó chính là sữa mặt Cetaphil. Thì Cetaphil là một trong những cái sữa rửa mặt rất là nổi tiếng, nó xuất xứ từ Mỹ. Và khi mà các bạn đến gặp bác sĩ da liễu thì 90% bác sĩ da liễu sẽ kê đơn cho bạn sử dụng Cetaphil. Và Cetaphil cực kỳ nổi tiếng, an toàn, lành tính. Với cái bảng thành phần rất là đơn giản, nó giúp cho làn da của chúng ta có thể sạch dịu nhẹ trên làn da. Ở trong này thì có thành phần paraben. Thì paraben là một trong những cái thành phần được tranh cãi rất là nhiều, và mình cũng có hỏi bác sĩ về cái thành phần này thì bác sĩ nói rằng là ở trong cái mức độ cho phép thì nó vẫn an toàn, không gây hại cho làn da của chúng ta. Và sản phẩm này sử dụng rất là dịu nhẹ. Công dụng của nó là làm sạch, dịu nhẹ trên làn da của chúng ta. Với cái độ pH của nó là 5.5, nó sẽ giúp cho làn da của chúng ta có thể cân bằng độ pH. Nó không gây ra cái sự khô căng kít ở trên làn da của chúng ta. Sữa rửa mặt này nó rất là dịu nhẹ và phù hợp với cả mọi loại da. Sản phẩm này làm sạch không quá là tốt Tuy nhiên, những cái bạn nào mà có một cái làn da cực kỳ nhạy cảm cũng như là làn da mụn viêm ấy, rất là nặng ấy, thì các bạn sử dụng em này ạ thì cực kỳ tốt. Nó sẽ giúp cho làn da của bạn có thể làm giảm cái sự kích ứng này, cũng như là giúp cho làn da của các bạn nó có thể hồi phục nhanh hơn và không gây ra cái tình trạng tồi tệ hơn nữa. Chính vì vậy, sữa rửa mặt này luôn luôn được các bác sĩ da liễu họ khuyên dùng. Đối với cá nhân một cái làn da dầu cho đến hồi tiên dầu của mình ạ, thì mình không thích sử dụng em này lắm, trừ khi là làn da của mình nó bị kích ứng này, hay là mình bị nổi mụn viêm á, thì mình mới sử dụng em này thôi. Còn không, bình thường mình sẽ sử dụng sữa rửa mặt sánh sâu hơn. Với cái bảng thành phần lành tính và cũng như là giá thành của nó cũng khá là rẻ. Với cái size mini size của nó là 125ml mà rơi vào khoảng độ 100.000, hơn 110.000, và 500ml thì nó sẽ rơi vào khoảng độ 300.000. Thì nó rất là rẻ, phù hợp cho các bạn học sinh sinh viên và làm sạch dịu nhẹ trên làn da của mình. Đó, thì mình sẽ chấm nó 8/10. Sản phẩm thứ 5 mà mình muốn review cho các bạn đó chính là sữa rửa mặt No Problem. Thì là một trong cái sản phẩm xuất xứ từ Nga. Đối với thương hiệu này nó cũng khá là xa lạ đối với người Việt Nam. Sữa rửa mặt nó có kết cấu là dạng gel và tạo bọt không quá là nhiều ở trên làn da của chúng ta. Và trong sản phẩm này thì nó cũng có bảng thành phần khá là đơn giản. Ngoài những cái thành phần hoạt động trên bề mặt da cũng như là chất tẩy rửa trên bề mặt da của chúng ta, thì nó còn có thành phần salicylic acid và thành phần tràm trà. Thì hai thành phần này nó có cái công dụng đó chính là hỗ trợ điều trị mụn, kháng khuẩn trên làn da của chúng ta. Mình thấy sản phẩm này và sản phẩm này ạ, nó gần giống nhau mọi người ạ. Tuy nhiên thì sản phẩm này nó có hương liệu nên là cái mùi của nó thì mình thấy rằng là nó cũng khá là nồng. Tuy nhiên thì nó vẫn là dễ chịu hơn so với cả cái sữa rửa mặt tràm trà kia, mình thấy vậy. Mỗi người sẽ có một cái cảm nhận khác nhau. Sữa rửa mặt này thì mình thấy là họ ghi là nó có công dụng là tiêu diệt vi khuẩn này, kiểm soát dầu nhờn trên làn da của mình này, cấp ẩm trên làn da của chúng ta, và glycerin nó đứng ở bảng thứ tư bảng thành phần mà. Chính vì vậy thì khi mà mình sử dụng sữa rửa mặt này ạ, thì mình vẫn để giữ được độ ẩm trên làn da của mình và nó tạo bọt không quá là nhiều. Tuy nhiên thì mình vẫn có cái cảm giác là sạch sâu ở bên trong da của chúng ta. Khi mà có mụn ấy, mình sử dụng sản phẩm này thì mình thấy rằng là nó cũng sẽ giảm được cái tình trạng mụn viêm cũng như là cái sự bít tắc lỗ chân lông của chúng ta. Đối với sản phẩm này, cái nhược điểm của nó đó chính là cái việc cái sản phẩm này nó dạng gel hơi trơn, chúng ta phải rửa bằng nước hơi lâu một chút xíu thì nó mới sạch được. Và khả năng kiềm dầu của em này thì nó ở mức ổn chứ không phải là thực sự quá là tốt. Và với giá thành của nó là 130k với dung tích là 200ml thì nó rất phù hợp cho các bạn học sinh sinh viên chưa có nhiều điều kiện mà sử dụng em này. Nếu như các bạn hợp với em này thì sản phẩm này cực kỳ tốt luôn. Sản phẩm này mình nghĩ rằng là hai cái sản phẩm này sẽ tương đồng nhau, và sản phẩm này nó còn rẻ hơn cả sản phẩm này cơ. Với giá thành như vậy và cũng như là cái ưu nhược điểm của nó, mình sẽ chấm sản phẩm này 7,5/10. Và sản phẩm này chúng ta có thể mua ở các sàn thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Shopee đó, và cửa hàng truyền thống thì mình cũng không rõ lắm. Và sản phẩm cuối cùng mà mình muốn review cho bạn đó chính là sữa rửa mặt rau củ quả đến từ Hàn Quốc. Đây là một trong những cái sữa rửa mặt mà được rất nhiều các chị em tin dùng, và mình biết rằng là sữa rửa mặt này cũng rất là nổi tiếng ở bên Hàn Quốc. Kết cấu của sản phẩm này nó có dạng gel và nó kiểu dạng giống như là nước sinh tố ấy mọi người, và chúng ta nên bôi một cái lớp mỏng trên làn da của chúng ta, chờ 1 cho đến 2 phút thì nó sẽ sủi bọt lên và chúng ta sẽ massage nhẹ và chúng ta sẽ rửa lại bằng nước sạch. Sản phẩm này nhà sản xuất có ghi rằng là nó có 3 công dụng. Công dụng thứ nhất đó chính là tẩy trang, công dụng thứ hai là sữa rửa mặt, và công dụng thứ ba là thải độc. Tẩy trang ấy thì mình thấy rằng là nó thật sự chưa ok lắm, nó chỉ ở cái mức trung bình khá thôi. Chúng ta vẫn nên có nước tẩy trang bên cạnh. Công dụng thứ hai đó chính là sữa rửa mặt thì nó hoàn toàn làm đáp ứng đầy đủ và giúp cho làn da của chúng ta có thể sạch sâu hơn. Và cái việc thải độc hay không thì mình không rõ, chắc cái đấy phải sử dụng những cái công dụng công nghệ cao hơn. Và sản phẩm này thì có thành phần chiết xuất chủ yếu từ thiên nhiên, ví dụ như là bơ, chanh. Đó, những cái sản phẩm này thì sẽ giúp cho làn da của chúng ta có thể sạch sâu này, cũng như là rất là lành tính. Sản phẩm này thì nó có cái tác dụng là loại bỏ bụi bẩn ở trên làn da của chúng ta và sạch khá là sâu. Tuy nhiên thì nếu như mà các bạn sử dụng hàng ngày thì các bạn phải có một cái làn da cực kỳ khỏe thì các bạn mới nên sử dụng sản phẩm này. Còn nếu như mà các bạn mà có một cái làn da mà không khỏe lắm ạ. Các bạn sử dụng sản phẩm này rất là khô da, và em này kiềm dầu rất là tốt. Đối với cái giá thành của em này là 200 hơn 200.000 với cái dung tích là 300ml thì mình thấy nó cũng khá là rẻ và sử dụng nó khá là lâu. Sản phẩm này mình sẽ chấm là 7/10. Mình hy vọng rằng những cái thông tin mà mình chia sẻ với trên sẽ hữu ích đối với các bạn. Và nếu như các bạn đã từng sử dụng sản phẩm này rồi thì hãy chia sẻ cảm nhận, cũng như là các bạn có câu hỏi gì hãy comment phía bên dưới, mình sẽ đọc nó, và các bạn có yêu cầu gì thì mình sẽ lắng nghe các bạn. Và mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bye, hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.